Vừa qua, Hội sinh viên trường học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức vòng chung kết cuộc thi tiếng Anh chuyên ngành Arcology 2021 với sự tranh tài của 8 thí sinh sau khi vượt qua hơn 5.000 sinh viên đăng ký tham gia. Cuộc thi tiếng Anh chuyên ngành Arcology là một trong những cuộc thi học thuật lớn của Hội sinh viên trường học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về tiếng Anh chuyên ngành thuộc các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế, IQ. Trải qua 6 lần tổ chức, Arcology đã khẳng định được chất lượng của mình khi trở thành cuộc thi thu hút sự tham gia của các trường đại học trong thành phố với hàng ngàn sinh viên đăng ký tham gia mỗi năm. Năm nay, cuộc thi có chủ đề Zoom với nội dung thi là kiến thức liên quan đến lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính, doanh nghiệp, thuế, luật kinh tế, tiếng Anh, thương mại, kiến thức kinh tế, xã hội và IQ. Tại vòng chung kết, các thí sinh đã trải qua 4 vòng thi với nhiều hình thức thi khác nhau. Cuộc thi chính là cơ hội để các bạn sinh viên được tiếp cận với những kiến thức, kỹ năng và là tiền đề để có những cơ hội việc làm lớn trong tương lai.